các bạn cứ hỏi làm sao để lá nhỏ đúng không? nhiều bạn mới chơi là không biết cái trường hợp mà muốn lá nó nhỏ ấy, thì cái cây của các bạn là phải khi mà các bạn làm tán làm bông đấy thì hãng làm nhỏ. chứ còn cái trường hợp ví dụ đây cũng là sam hương nhé. tại sao lá nó to này? thậm chí sam hương lá còn to gấp 10 lần cái lá này. nhưng mà cái trường hợp tại sao mình chưa cắt cái cành này? vì vẫn còn muốn nuôi cái cành này cho to. nếu mà các bạn muốn cái cành này nó to ấy, mà các bạn lại cắt Phén đi chỗ này đi thì nó sẽ rất khó để to thậm chí nó không to nữa trừ trường hợp cái ngọn này các bạn lại tiếp tục lui tiếp tục lui cái ngọn này ấy, thì nó chỉ to từ cái đoạn này lên tới đây thôi còn từ cái đoạn mở cái mầm này ra tới cái chỗ này thì nó lại không to nữa nếu mà các bạn cứ cắt như cái cây này thì cái cành này nó sẽ không to nữa nó phải đưa dinh dưỡng ra ngoài này nó nuôi lên trên này ngọn này này nó phát triển lên đấy thì cái cành này nó mới to ra cái này là nó không có căn cứ là phải to bằng nào đâu ví dụ đây này ngày trước cái cành này nó đạt đủ độ to bằng này rồi thì mình mới cắt Chứ nếu mà các bạn muốn to hơn ấy Mà cứ cắt như thế này ấy Thì cái cành này còn lâu nó với to nó chỉ già đi thôi Nó không to được nữa Nó có đưa dinh dưỡng lên nuôi đâu Nó đưa lên đưa lên đây được cái mầm nào các bạn cắt hết đi rồi Thì làm gì dinh dưỡng nó đưa lên đây nữa Nó chỉ gọi là sự sống thôi Chứ nó cũng không to được nữa đâu Ví dụ cái cành này các bạn muốn to bằng ngón tay cái này ấy, Thì các bạn phải nuôi cái ngọn này nó to ra Bằng cái đũa Thì cái chỗ này nó phải phình to được bằng ngón tay cái